Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn và các bé lắp ráp con robot mini bằng Lego rất là đẹp. Đây. Tên. Có quay đầu được, nhéo đi. Từng. Rồi bắt đầu thôi, mình lên gấp cái chân robot trước. Cái chân robot. Rồi tiếp tục mình gắn cái giò nghe các bạn. Một cái hướng này vào đây. Gắn cái này vào đây. Xong cái bộ giò. Đây là cái cặp giò của nó. Cặp giò robot siêu dễ thương, siêu đẹp và siêu ngầu. Tiếp tục ta gắn cái này vào cặp giò đó là cái mình. Đẹp đấy. Rồi tiếp tục người ta làm cái thân cái mình ở trước, cái mình nó thì làm vào đây, cái này gắn vào đây, người ta làm cái bộ ngực, cái ngực nó, cái mình nó có mấy cái này cho đẹp. Cái này gắn lên đây. À, này lát trang trí lại. Tiếp tục gắn này vào đây nữa. Này vào đây nữa. Tường nó đẹp ở đây. Gắn cái này vào đây tạo cái mấy cái ngực cho nó. Đẹp ở đây. Rồi, tiếp tục nhấn trang trí này vào, mấy cục nhỏ trang trí đây vào. Tiếp tục đến cái cục này vào. Đẹp. Rồi chúng ta tiếp tục làm cái tay thôi. Cái tay thì cái này miếng này nè, gắn vào đây. Một cái tay có móc, gắn vào đây. Rồi ta có tay rồi. Ta có tay rồi nè. Tiếp tục cái này, ta sẽ gắn vào đây. Tiếp tục gắn vào đây. Xong, gần xong rồi, gắn cái đầu nhọn này vào và làm cái đầu, kết nối cái đầu nó. Gần xong rồi chúng ta làm cái đầu thôi. Cái đầu vào thì cái này. Thêm cái này nữa, sau đó cái miệng đen.
đây là con mắt, hai con mắt nữa. Rồi, cái này nó quay ra để làm cái lỗ tai. Tiếp tục gắn này vào. Ok, à, xong rồi nhé. Cái gắn này vào để làm cái chớp nhỏ trên tóc đó. Rồi, làm cái này rồi để cho nó ngon ngỉnh. Ok, con robot mình chắc xong rồi các bạn ơi. Gắn này vào làm lại đôi tay của nó. Tiếp tục gắn này vào nữa. Đẹp, rất là đẹp. Ô, hoàn thành. Gắn vào. Xây qua trời. Ô, ai kêu tôi đó. Ai kêu tôi đó. Ô. Kéo xuống. Kéo xuống. Đẹp chưa? Rất là đẹp đấy. Ô, ai kêu tôi đó. Đi. Xong. Cái đến kết thúc. Xin chào các bạn nha. Các bạn thấy hay hay là thích thì bấm một like, một share, một bình luận. Và một subscribe để ủng hộ kênh nhé. Các anh các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hey.